tốt. Thầy cầm lẹ đó. Cái cơm này thì mình lên những cái dốc. Tời rút là tời đây nè. Giờ cái tời bị rối rồi. Thật mất rút rơi vô là tời. Xóa là tời. Xe trỏ lại từ đó, bỏ lại từ từ đó các bạn ơi. Do cái từ bị rối rồi, giờ vừa tháo lại từ. Từ xe bị rối. Trỏ lại cái từ đó. Từ bị rối hồi nãy tháo không ra. Từ bên dốc.
xe chuẩn bị bò lên cái dốc này các bạn ơi. Dốc này gọi là dốc sổ hay còn dốc trời á. Trời nắng rồi.